Đời này mình gặp tình trạng cái máy Epson N805 khởi động và nó gặp tình trạng này. Bạn xem này, khi mà khởi động nó kêu á, đó, cạch 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 à. Khi mà rê quay rê lại á, đó, nó cạch 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 cạch. Rồi, để khắc phục tình trạng này, các bạn tháo máy ra và các bạn chú ý đến cái bên hông này. Bên hông này nó có một tăng đưa này. Đây, cái chốt này, tăng đưa này. À, mình di chuyển cho cái nhông này nó lên này. Cái nhông này là nó chỉnh cái độ sát với độ khít của cái đầu mực. Đây, nó sẽ lăn lên như thế này. À, các bạn thấy không? Nâng lên thì nó sẽ không có cạ xuống. Nó sẽ không có cạ xuống mà nó không có kêu nữa. À, bạn nào mà gặp tình trạng mà cái đầu phun của cái Canon kêu kẹt á, thì các bạn chú ý đến cái phần tăng đưa này. Chúng ta đưa lên, chúng ta đưa về phía bên này để cho nó lần cái trục này lên. Đó, nâng trục này lên. Bây giờ mình sẽ tăng đưa này lên này. Rồi, bạn thấy đây, mình đã tăng đưa lên này. Sau khi các bạn tăng đưa bên này thì bên này sẽ có một cái tăng đưa nữa. Đây, ở phía này thì bạn cũng tăng đưa nó lên. Đây, ở vị trí này. Đây, vị trí này, các bạn tăng đưa nó lên nhé. Ốc này. Rồi, sau khi mà tăng đưa hai bên, bên này một cái nha các bạn, phía bên này nè, đây một cái nè, mình tăng đưa lên phía bên này một cái. Thì trước khi tăng đưa thì có thể mà bạn thấy nè, ở dưới này nè, nó bị kẹt nè, đúng không? Nó tạo thành cái lằn nó này, do là nó cạ xuống á. Bên này cũng vậy nè, đó, nó cạ nè, nghe không? Nó cạ, nó kêu và nó khi mà nó bị kẹt như vậy nó báo là dạng như tình trạng cơ nó bị lỗi. Nên là tất cả các đèn này nó báo này. Bây giờ mình đã tăng đưa nó lên rồi, mình đưa cái cây này lên một chút xíu này. Bây giờ anh mở lên hết còn hiện tượng mà còn kẹt 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 giống nãy nha. Các bạn thấy là nó đưa qua đưa lại được rồi, nó không còn cái hiện tượng là báo hết đèn đỏ này nữa này. Ok, vậy là mình đã xử lý được cái hiện tượng mà nó bị cạ ở dưới cái này, tạo thành rãnh luôn. Khi khởi động không lên được báo đèn đỏ tất cả các đèn, do là nhiều khi cái này nó mòn á, hoặc là nó bị tuột cái tăng đưa xuống một lớp nên là nó cạ cái đầu phun xuống dưới cái rãnh này. Rồi, chúc bạn thành công nhé.